bảo tới. Can đảm là giam sống chứ không phải giam chết. Đi. Nếu như không có gì thay đổi thì hết ngày hôm nay sẽ là ngày mai đúng vậy không? Vậy hả? Tại sao lần này gặp mặt ta ông lại có thái độ bất ngờ cái quần què vậy? Ông tưởng ta chết rồi có phải vậy hay không? Tụi lớn quá. Nói lớn hơn nữa đi, tụi nó bị điếc không có nghe đâu. Ủa ông tới đây làm đách gì? Tính đến đây để xăm mình có phải không? John, tại sao thấy ta không biết chào? Hả? Hey, xin chào Smith, lâu quá không gặp. Dạo này râu vẫn mọc đều chứ hả? Không. Lưa thưa từ lưa học dịch mới tỉa xong. Ngươi đến đây để làm gì? Hay muốn tìm ta để xăm mình? Oh no. Hey, xin chào. Hey, dạo này da cô vẫn đen không trắng được một chút nào. Cái môi vẫn dày giống như miếng thịt bò. Không có cách nào là nó mỏng hơn được hả? Làm cướp biển rước du viên bà cứu. Hey, ta nghe hình như cậu mới nói xấu ta phải không? Bây giờ nếu như ngươi muốn sống á thì trả lời cho đúng câu hỏi của ta. Một người đàn ông không mặc gì úp mặt xuống đất là sao? Không biết. Đất lạnh chim đậu. Biết thì em nói. Ta đố người 5 câu nữa, nếu như không trả lời đúng ta sẽ khúc lưỡi còn lại của nhà ngươi cho ngươi khỏi liếm ha. Một người đàn ông không mặc gì nằm úp mặt vào hòn đá. Vẫn chưa hiểu. Là trứng chọi đá. Một người đàn ông không mặc gì nhảy xuống bể nước thì đi tránh biển. Là chim sa cá lặn. Một người đàn ông không mặc gì ngồi sau chiếc xe đạp. Hàng đó nó bị khùng. Gọi là thọc gậy bánh xe. Một người đàn ông không mặc gì đắp chăn bông ngủ. Là người tuyết thấy không? Là chim chích bông. Câu hỏi cuối cùng. Một người đàn ông cõng một người đàn ông khác là sao? Chắc nhậu xỉn. Là gậy ông đập lưng ông đó cái thằng ngu. Tại sao? Mày với tao đều có cây gậy. Mày cõng tao tức là tao đập sau lưng mày rồi. Bây giờ tao sẽ cắt khúc lưỡi còn lại của mày quăng xuống hồ cá tra ha. Mày muốn xăm mình đi làm cướp biển cho ngầu chứ gì? Nếu mày thích tao sẽ xăm hình con tàu ngọc trai đen đó cho mày. Ồ, sao xa dữ vậy ta? Từ đây mà bơi tới đó thì chỉ có xác định là quýnh cờ với Diêm Dương thôi. Cả cái chỗ này không có chỗ nào tha thua đẹp bằng tao đâu. Tao mà đã lên là chỉ có xác định y chang con tàu đó. Mày mà dám lên cái hình con tàu đó tao cho mày nguyên cái khúc ruột làm phá lấu luôn. Rồi nè, chơi đại nói trước nghe, hồi xưa giờ không ai dám lên hình con tàu đâu, nhiều chi tiết lắm, đau dữ lắm á. Chị nói không? Trời nóng chàng chàng nóng thấy bộ nội mà mấy người cứ bu lại tôi thiệt là hôi nách quá đi mà. Nếu ngươi kể được một câu chuyện toàn bằng chữ T, ta sẽ tha thu free cho ngươi nguyên hình con tàu hải tặc đó được không? Được. Thưa thẩm tòa, tôi tên Trần Túng Tiền. Thuở thiếu thời, tôi theo thằng trùm trộm tiếp thu toàn tư tưởng thối tha, tồi tệ. Tối thứ tư tháng 8 trăng tròn trĩnh, tôi trèo tường, thấy tên trưởng trại thiêm thiếp. Tôi thò tay túm túi tiền, tên trưởng trại từ từ tỉnh thức, túm tóc tát tôi tới tấp tơi tả. Tiền túng tình tan, tư tưởng tôi tồi tàn, tôi tiến tới tự tử. Cái kiểu này là được tha thu free nguyên con tàu hải tặc luôn rồi đó nghe. Sướng nghe không tốn tiền luôn ha. Thôi đi bà nội, ta đến đây để xóa hình xăm chứ đâu phải là xăm hình trời. Cần gì cái lão già này, ta đến tha thu Tadashi được rồi. Ở bên đây là chuyên xăm thể loại châu Á và tả thực, đặc biệt là cứu những hình xăm bị hỏng. Chứ cần quá gì cái ông già râu lưa thưa tự lưa học dịch kia trời. Mày nói ai lưa thưa mày? Đâu cần gì phải thách đố nhau.